chia không xa mê riêng được bọn dưỡng. Thôi thay nếu cái dương viên thì mời tìm vì nè. Tống nâng đồng lại tùng đi chích em đi chích và dù chèn chấm. Nè có lũ miên tùng chùm nuốn này kế lê chùm nuốn Phạm tùng á chèn chấm phạm tùng cứ miên buồn mớn và mùi con bầy rối xôn phạm mùi chèn. Chắc nè có lũ miên phạm tùng chắc con mùi mơ khả nếp nè có lũ bánh chai chia phạm trò lọt đôi kia nát cứ miên tùng rí tùng đó tùng rối tùng con nâng tùng tùng mơn nè chèn. Chắc nhìn mơ thì ngọt nên hạt tùng rì bao nhiêu miên đầm lầy bằng mạng. Chắc tùng rì bao nhiêu cứ miên đầm lầy bằng mùi nha tốt. Chắc bằng tùng rì miên đầm lầy bằng mùi. Mẹ cứ đặt con chùm đuôn phám bằng mùi đầy chàng. Chắc ta con đơn ọt hà tùng rì bao nhiêu miên lầy bằng mùi. Ta đầm lầy rồi bọc tùng rì bao nhiêu miên đầm lầy bằng mạng. Chàng ta con cho ông người đặt rù bà nấy con. Chàng là ổn hả con chắc đầm lầy lực tung ri bao nhiêu tại sao đây trả môi chắc cứ dơ miên đầm lấy mà đang mạng đốt cứ mà nấm trắm trả môi chè ở nó còn chắc cứ mà đang trả môi nét chè cho đo một to tiền cứ tung ấy đấy tốt chè ở nó còn cứ tung tung đo chè tung đo miên lấy mạn miên lấy chè cứ miên lấy xôn chắc ba lấy xôn lực tung đo lấy nhưng mà tung tụng đọc nát tại sao lấy xôn chân mẹ cơ hội miên đặt còn tì chà chắc bọc tụng đọc chỉ lấy xôn ta đồng lay là bọc tụng đọc nó cứ mà nó còn còn man chà chắc tụng đọc bao nhiêu cứ miên đồng lay ghê cô nè xôn nơi tụng đọc miên đồng lay mà nó xôn tại sao xôn nát chà chắc có tô bí tụng đọc nhưng mơ từ lớn tụng tụng với đáy tốt chà cứ tụng tùng rồi chà bọc tùng rồi nhưng mơ ta lấy được tùng rồi bọc dư miên lấy bọc màn tạ con chú cho nè cừu má chà lo năng con chắc bọc tùng rồi bọc dư miên lấy bầy nhé chà chắc bọc lấy bầy miên nát mơ lọ bọc dư cứ miên lấy đây đấy tùng rồi cứ miên con bầy của đời xa tùng rồi bọc dư miên lấy bầy nhé chà chắc bọc tùng rồi miên lấy bầy ta tùng rồi dưới miên đồng lái mà nắng bón còn mà ta con cho rú cho cho mùi nè cơ ngóc chè là ổn anh con chắc tùng rồi bao nhớ nè cứ lệch bầy nát chắc nơi tùng rồi cứ miên đồng lái mà nắng bầy rồi chè chắc có to bị đọc tùng rồi thế này nhưng mơ thì lớn tùng ai bầy đừng to con chá cứ tùng tùng con chắc con mơ thì ngóc khi thật tùng con bao nhiêu miên lệch của màn đại con chà ổn là con chắc cứ tông quân bao nhiêu cứ miên lê lê trả mùi nét chà chắc mà lê trả mùi nhưng mơ tôi cả lõm tung tung quân nét chà chắc tông quân miên lê trả mùi nét cứ miên con chẳng luôn trả mùi đầy chà chắc ta con đang đài được tên hà ta tông quân bao nhiêu miên lê trả mùi viết mà nâng là cái đồng lây mà nâng bằng mạng chà chân đồng lại là bọc tổng quân bao nhiêu cứ mà lần mãn tốt ở đây mơ này trả muối nơi tổng quân miết đồng lại mà lần trả muối quân chè chắc có tô bị tổng quân rồi nhưng mơ từ lời ghế tổng tổng mơn chè là ổn là con cứ tổng tổng mơn chắc tổng mơn bao nhiêu cứ lấy mà lại con chè cứ lấy buồn nè chắc mà lấy buồn chứ mơ tổng mơn lại đi và lọc lại như thế chắc mẹ cơ viên con chùm đuốn buồn đẻ chè chắc mà mẹ cơ viên con chùm đuốn buồn ta tung mơn bao giờ miên đồng lại còn màn chắc chui xoay mẹ cơ mất á chè là ổn năng con chắc tung mơn bao giờ cứ miên ấy kế nè buồn nơi tung mơn miên đồng lại mà đang buồn buồn mơn á chè chắc mà tôi đi còn bán mớ có đôi chia sao mẹ cừu ông pí tùng có đôi chia đồng lấy nấy nấy tùng rủi ro lắm á chân mẹ cừu mi sừng đùa trong xua con bẩn tịnh nấy ta cô đâm ấp ha đôi bên đây hai là xong tôi nói đôi bên đây thì hai thằng tốt hai đôi bên đây hai thằng đồng lấy tùng chân con ăn chòi bảo mẹ cừu bà nấy con chè là ôn ăn con chắc tốn cứ chia thì kì con nhỉ cứ chia cái nỉa lên mùi mùi nó bị mùi như mùi nó bị hai tháng tùng
hai tháng tung thì môi tung thì pi tung thì bay tung thì bốn tung tung tí tam anh nói cái hai tháng tung chấm này như thế tung ri tung đọc tung rối tung con tung mười nâng cái hai tháng đồng lấy tung mát chàng chàng chắc và toa bây giờ ban sẵn sàng bị tung nâng đồng lấy tung rồi như nào để các đôi mi sừng lúa xua mùi tiền nhé chàng chắc ta con đang đa được tê tha chồng luôn rồi bao giờ nhưng ai sợ xe bán chia còn mang tùng rồng hay ở ngoài này loài bà đấy con chà lo lắm con chắc tùng chồng luôn bao giờ nhé cứ dương ai sợ xe bán chia pi tùng rồng cứ tùng rồng cùng rí nâng tùng rồng thoa mặt đà chà chắc là lấy như mơ chúng mới nhẹ câu đó tha ta tùng rồng cùng rí dần mạnh hai tùng rồng thoa mặt đà dần mạnh nhé chà chắc như ai thì kế nhưng ai thì kế đặt ba tháng nè đội ní chấm luôn hàng lớn ai sò xè chìa tùng rống cùng rí ở đây nhưng mơ nát tùng rống cùng rí nhưng sò xè giảm mệt nhưng do lây cả ba hay do một đại nhé chàng chắc như nhớ cùng rí lây chàng cứ buồn buồn mờn nên nát buồn mờn bố phạm mùi bón bố phạm mùi bón bố bảy rồi chà đi cứ bảy rồi nhé bố sồn chà đi cứ tung tung đọc nát cứ sồn tò má cứ bố bám phải mùi cứ tung tung rì nhé chà trong năm ngày hai tháng tung rôm cùng rì trong nay vui tiếc cứ tung rôm thoa mặt đà tung rôm thoa mặt đà cứ dơ sò xe lê chỉ thoa mặt đà nát cứ buồn mớn phải mùi con bảy rồi bám phải mùi cứ dơ ngàn tháng buồn mớn phải mùi con xong tôi nát buồn mớn phạm mùi quán bầy rối phạm mùi chà chắc của tôi bây giờ bạn sắc xa không xa mê riêng cho mùi nhạc cổ rồi rồi hài ná lỡ của tôi bây giờ nhạc cổ dùng không thang con tự ọc nên vô lộng đi mê riêng bao dương á hay nhạc cổ miên chia lộng hát xong rạp bằng thang vì lơ mê riêng bao dương bằng tay tiệt đồng bầy con tự ọc nên cho luôn thôi cho mùi nhạc cổ chàng chắc nên cái chia lùng hạt đại đại cầu đạo bằng thang thì lớn hơn xa mi riêng là bằng dương nhé chàng chắc hai đấy đại cầu viên chia lùng hạt pi chấm nốt đại con coi được học lý hai chàng chắc nên cái chia chấm nốt đi mùi bằng dương nhé chỗ sò sề chấm luôn hàng cáo chia tùng rồng cùng rì chàng chắc cái ao dân xe chia tùng rồng cùng rì nhé có buôn mờn tạm quán tạm mũi rồi chất sập phạm chà khó phạm bay mờn phạm buôn rối học sập cố phạm bay mờn phạm buôn quán phạm buôn rối chật sập khó phạm buôn mờn phạm quán sai sập bầy chà chắc đi cái chia tùm rung thua mặt đá hai dân sổ xê tới chia tùm rung cùng ghi nét chà chắc con từng ọc nghĩa xa vừa hai một tim tốt chẳng lo chừng mùi nhạc cừu từng ọc nghĩa nét chà chắc không con được ọc mía cho rôn phơi được ọc mía nét chà chắc đi cái chia chùm lại rồi bỏ nẹt rú chà lấy những mơ từng ọc nia nát ha tao nửa về để con phở hay mơ từ lời chúng loài rồi bỏ nẹt cứu ta đôi khi nia đai rồi tề chà chẳng mơ từng ọc nia nát trong lói muối xò xẻ trong luôn hàng cao chia tùng rôm cùng rì chà chẳng những mơ có buôn mơn tràm bón tràm muối rồi chất sập rạng chà chắc buồn mớn chứ xe lê buồn mớn vô phạm rối chà đi cứ phạm rối nhé ồ xong tôn nhé cứ phạm bón cứ dân xe lê phạm bón vô phạm mùi rối cứ dân xe lê phạm mùi rối nhé chà chắc cứ tô mắt cứ chật chật sập chắc cứ dân xe chật chật sập hơi bột nắng phạm chà mùi tiền cứ ạ à, xò khò nhé cứ phạm bầy mớn phạm buồn rối hốc học sập chà chẳng phạm bầy mớn nhưng xe lê phạm bầy mớn xôn
cứ nợ công bọn chắc cứ dương xế xô đọt đài là nát chàng hai vật gồm mà tiết cứ bạm buôn bạm buôn rối chắc cứ dương xế bạm bạm buôn rối còn mà tiết cứ học sập chắc cứ dương xế học học sập nát chàng mùi tiết cứ cho đó ạ xó cổ ạ xó cổ cứ miên chùm nuôn bạm bầy mơn bạm buôn bọn bạm buôn rối chật sập chàng chắc cứ bạm bầy mơn dương xế lên bạm bầy mơn bạn buồn bố cứ dương bố bạn buồn bố bạn buồn rồi cứ dương bố bạn buồn rồi hai năm chật sập cứ dương bố năm chật sập nát trẻ chân này cái tên cứ ạ sọ khố bạn buồn bờn bạn buồn sai sớp bầy trẻ chân bạn buồn mớn cứ dương sẽ lên bạn buồn mớn được cái nế hai bộ năm cứ bạn buồn chân dương sẽ bố hai lịch số đỏ đài nát chàng và con tiết cứ xài sập chàng xài sập cứ dương bông nắng xài sập và con tiết cứ bông nắng lễ lễ bày nát chàng chắc khi nó kia hai khá ca sò xe chùm luôn chia tùng rống cùng rì chàng chắc là con bây giờ bán sò xe nơi tùng rống cùng rì mình rồi hai là dân châu từ đó chùm nơi tì phi và tò tiền nát chàng chắc chùm nơi tì phi ngày nít cứ nẹ kêu đạn châu bỏng quênh trần lót hàng cào chắc chùm luôn rồi bao nhiêu cứ miên phạm phí mơn phạm phí bôn phạm bầy rối cao sơ phạm phạm mùi nét trẻ lên phạm phí nâng tùng chọt chọt miên tẩm lấy phạm phí mơn lên phạm phí nâng tùng bôn miên tẩm lấy chọt chọt trẻ tô mà tiết lên phạm bầy nâng tùng chọt chọt miên tẩm lấy chọt chọt chà lê phạm buôn nơi tùng chợt chợt miên đồng lấy chợt chợt nát chà chắc mà tông bây giờ mưa từ lớn lê bị mùi bị mùi chắc là lấy cho luôn bóng quên cho mùi nẹ cừu tận ọc nìa nát chà chắc con xa bóng quên mới ta ca bóng quên là bóng cốt đôi nâng tới nâng chùm lòi và bóng nẹ cừu đòi được tiền chà lấy mưa tận ọc nìa nát chắc chùm luôn bóng nhớ cư miên bật đi nát chắc gì mưa cái ao lê phạm phì lệ phạm phí là dương miên phí tung á, lệ phạm phí tay dương mơ từ lời ấy kế giờ đang hình tung á, em luôn miên phí tung cho dương mơ tháng, thằng cao nhé miên đồng lấy phạm phí bồn ơ xong tôn á, phạm phí mơn chắc mong miên đồng lấy phạm phí mơn chắc lệ phạm phí nó một lần chỉ nơi tung tung mơ này, chàng chắc dương đạc máu lệ phạm phí cứ nơi tung tung mơ nè, chàng chắc mà lệ phạm phí nơi tung mơn miên đồng lấy phạm phí phạm phí mơn chà lấy dương mơ tiết đó thì lấy phạm phí mơn tiết rồi tay dương mơ ghế lấy phạm phí nơi tùng bọn chà nên cái phạm thái nó ta lấy phạm phí nơi tùng bọn chắc bà lấy phạm phí nơi tùng bọn miên đồng lầy còn mãn cốt chắc mà dương viên hai thằng tùng nhận mấy đồng lầy tùng nhận mấy nét chắc bà lấy phạm phí nơi tùng bọn chắc đồng lầy rồi bọn lấy phạm phí cứ mà đang mãn cốt chà cứ phạm phí phạm phí con nè chè cho tôi mà tiết cứ lễ phạm bay nơi tùng trời chết miên đồng lại trời trời giờ đang ngày này nè lấy dương mơ từ nơi chùm nuôi bao nhiêu đi cứ lấy phạm bay nè chân lấy phạm bay nơi tùng na như mừng chân ca học tông cứ dương rồi bị tăng tới tới về nát rí đóc rồi chè chân ca lấy phạm bay nó cứ nơi tùng tùng rồi nè chè nó dương xây tùng rồi máu chắc phê này dương thì xem tung rồi chắc lấy phạm bay nâng tung rồi miên đồng lầy của màn đại cốt chà lộ nó còn chắc cứ miên đồng lầy phạm bay rồi chà lộ này chắc bờ miên đồng lầy phạm bay rồi lấy mớ tung bẩn to đi nè lấy phạm buôn một đồng chà chắc lấy phạm buôn nâng tung chật chật miên đồng lầy chật chật chắc nghe mơ từ lời lê đầm lầy tung được hàng lờ lệ hàng lờ nhé chắc rí đọc chắc tung tung đọc chắc lê là bốn cái lời tung tung đọc nhé chàng ta hả lời con đơn ấy thay lê là bốn được tung đọc chắc đầm lầy và bọn lê là bốn ta sma còn mạnh ta lấy con cho nói cho mình nhạc rùi bằng tình nữa thà ta lê là bốn miên đầm lầy còn mát ba lê là bốn thật nữa tung đọc chè, ô nó còn chắc
ôn dương sao đứng trong đó cái miền đồng lấy mà đang cá cá sâm cha chắc là mà đang cá sâm nè cha lấy này cứ ăn mà đồng tiền nè để sao chúng tôi bắt nhớ cứ miền trạm pi mới trạm pi cuốn trạm bảy rồi cá sâm trạm trạm muối chắc lấy trạm pi nên cùng mới miền đồng lấy trạm pi mới lấy trạm pi nơi cùng cuốn miền đồng lấy trạm pi cuốn lên phạm bầy nơi tùng rối miền đồng lấy phạm bầy rối lên phạm bốn nơi tùng đó miền đồng lấy cảnh sập chà chắc nên khổ sức không tha con luôn thằng ốc nên đừng vô lọc bí mê riêng được bao nhiêu căn tại chị bạn nhé.